Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phải kiểm soát tình hình, hạn chế tối đa lây nhiễm trong cộng đồng, giảm tối đa ca chuyển nặng và tử vong. Yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với 63 tỉnh thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ ông Birla và nhiều hoạt động đáng chú ý trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ. Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại với các trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Thưa quý vị, sáng ngày 16 tháng 12 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã chủ trì hội nghị lần thứ 3 Quân ủy Trung ương, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Phát biểu mở đầu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đại biểu đóng góp ý kiến thảo luận, đánh giá vào báo cáo tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2021 và xác định phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2022 và cả nhiệm kỳ. Năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân hoàn thành cơ bản các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Toàn quân nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, phối hợp với các cơ quan địa phương huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ các tỉnh, thành phố và phòng thủ quân khu. Toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiến đấu của quân đội trong thời bình, đặc biệt trong đại dịch COVID-19. Cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ đã sẵn sàng vào tâm dịch, là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu chống dịch. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác phòng chống dịch COVID-19. Tại cuộc họp, lãnh đạo một số bộ ngành và địa phương nhận định dịch bệnh còn diễn biến rất phức tạp trên thế giới và ở trong nước. Tại một số tỉnh, số ca tử vong vẫn chưa kiểm soát được, tập trung chủ yếu ở những người cao tuổi, người có bệnh lý nền, chưa tiêm đủ vaccine. Trong khi đó, năng lực y tế, nhất là tuyến y tế cơ sở, năng lực điều trị ở một số địa phương còn hạn chế. Một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan. Các ý kiến cũng thống nhất cao về các nguyên lý, biện pháp, trụ cột, công thức chống dịch và nghị quyết 128, cơ bản phù hợp với tình hình. Khẳng định cần tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt hơn nữa. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, mọi đánh giá, dự báo về biến chủng Omicron đều cho thấy biến chủng này rất phức tạp, không thể lơ là, chủ quan. Mục tiêu đặt ra là kiểm soát tình hình, kiểm soát rủi ro, hạn chế tối đa lây nhiễm trong cộng đồng, giảm tối đa ca chuyển nặng, tử vong. Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, xem xét lại công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng chống dịch, yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện quy định phòng chống dịch, tăng cường xét nghiệm tầm soát với đối tượng địa bàn có nguy cơ cao. Trước thông tin một số nơi bệnh nhân xét nghiệm dương tính nhưng chưa được tiếp cận y tế kịp thời, gọi điện nhiều lần mới được hỗ trợ, Thủ tướng đề nghị các địa phương kiểm tra, xác minh, rút kinh nghiệm và chỉ đạo phải bám sát tình hình, đáp ứng ngay yêu cầu của người dân, đồng thời tăng cường năng lực y tế cơ sở từ nhân lực, thuốc, oxy. Liên quan đến vaccine, Thủ tướng nhấn mạnh đây là vấn đề cốt lõi, có tính quyết định, yêu cầu thần tốc trong việc tiêm chủng để sớm đạt mục tiêu 100% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm 2 mũi vaccine. Và kế hoạch của chúng ta đưa ra là đến 31 tháng 12 phải hoàn thành. Thế thì như vậy là một là Bộ Y tế phải đảm bảo đủ vaccine. Nếu mà không đủ vaccine thì Bộ Y tế phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước, trước nhân dân. Cái thứ hai là đủ vaccine rồi mà không hoàn thành được mục tiêu thì Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước Nhà nước về cái chỉ tiêu này. Thế còn không hoàn thành chỉ tiêu thì ông chỉ phải kiểm điểm trách nhiệm, xác định cái trách nhiệm cá nhân và tập thể. Thế thì biện pháp là gì? Vẫn là tổ chức thực hiện. Đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, vận động bằng mọi cách chúng ta tiêm, trừ những người chống chỉ định. Thủ tướng đề nghị, căn cứ vào đề xuất của các địa phương, Bộ Y tế tính toán kỹ nhu cầu vaccine trong năm 2022, đồng thời bảo đảm đủ thuốc điều trị COVID.
giải quyết vấn đề giấy phép, mua tập trung, đẩy nhanh nghiên cứu sản xuất vaccine và thuốc trong nước để chủ động nguồn, giảm chi phí nhập khẩu. Liên quan tăng cường y tế cơ sở và y tế dự phòng, Bộ Y tế có hướng dẫn, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn và có phương án cơ cấu lại, điều động nhân lực phù hợp. Với những địa phương dịch diễn biến quá năng lực thì khẩn trương đề xuất Trung ương để điều động lực lượng hỗ trợ. Thủ tướng giao Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành phối hợp thí điểm từng bước mở cửa hàng không, đảm bảo an toàn, hợp lý, hiệu quả, không quá thận trọng nhưng không được chủ quan. Thưa quý vị, năm 2021 là năm thứ hai đại dịch COVID-19 hoành hành. Thế giới đối mặt với những làn sóng lây nhiễm nghiêm trọng hơn, gây nhiều tổn thất hơn khi một loạt biến thể mới của virus SARS-CoV-2 xuất hiện. Năm sau sẽ là năm thế giới chiến thắng hoàn toàn đại dịch COVID-19. Đây là nhận định được bà Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật thuộc chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới WHO đưa ra mới đây. Phát biểu trong chương trình hỏi đáp trực tuyến của WHO, bà Maria Van Kerkhove khẳng định thế giới đã có đủ các công cụ để chiến thắng đại dịch. Năm 2022 là năm chúng ta có thể kết thúc đại dịch COVID-19. Hiện chúng ta đã có các công cụ. Chúng ta có thể khiến dịch COVID-19 không còn gây chết chóc nữa và giảm sự lây lan của dịch bệnh. Tôi vô cùng hy vọng vào năm 2022. Một trong những công cụ mà WHO đề cập tới đó là vaccine. Chiến lược của WHO là đặt mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 toàn cầu với 70% dân số thế giới được tiêm đủ vaccine vào giữa năm sau. Tuy nhiên, liên quan đến biến thể mới Omicron, WHO cho biết bằng chứng ban đầu cho thấy các loại vaccine hiện nay có thể kém hiệu quả trong việc ngăn ngừa biến thể Omicron và biến thể này cũng có nguy cơ gây tái nhiễm cao hơn. Vì vậy, WHO đánh giá rủi ro tổng thể từ biến thể mới Omicron vẫn còn rất cao. WHO hối thúc các nước cần nhanh chóng có hành động để hạn chế dịch lây lan, bảo vệ hệ thống y tế và tránh tâm lý chủ quan. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ vào sáng ngày 16 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ, ông Birla. Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla nồng nhiệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao thăm chính thức Ấn Độ, nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ trong giai đoạn mới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Việt Nam và Ấn Độ có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Nehru tạo dựng nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chuyến thăm cũng thể hiện sự coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và giữa các cơ quan lập pháp hai nước. Nhấn mạnh những nội dung này sẽ được thảo luận chi tiết tại cuộc hội đàm giữa hai Chủ tịch Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam cũng đã thăm Hạ viện và Thượng viện Ấn Độ, trong đó có Nhà thư viện và Bảo tàng Quốc hội, nơi trưng bày lưu giữ các hiện vật và những tư liệu lịch sử lập pháp quan trọng có giá trị đã được lưu giữ hàng trăm năm. Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm Đại lộ Hồ Chí Minh, một trong những con đường lớn nhất tại thủ đô New Delhi. Việc đặt tên Đại lộ thể hiện tình cảm đặc biệt của chính phủ và nhân dân Ấn Độ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đã tới dâng hoa viếng anh hùng dân tộc của Ấn Độ, Mahatma Gandhi. Chiều ngày 16 tháng 12 tại thủ đô New Delhi, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ, lãnh đạo Đảng Quốc đại Ấn Độ và đại diện Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist. Tại các cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và các đảng, trong đó có Đảng Cộng sản Ấn Độ, ngày càng trở nên gắn bó và tin cậy trên cơ sở những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin và mục tiêu lý tưởng chung. Chủ tịch Quốc hội đề nghị lãnh đạo các đảng tiếp tục ủng hộ việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam Ấn Độ lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng và mong muốn của nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam hiện nay là coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng, tiếp tục thực hiện hiệu quả công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh để tiếp tục lãnh đạo đất nước trong giai đoạn mới. Và chiều tối ngày 15 tháng 12 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết,
Bộ Chính trị vừa ban hành kết luận 12 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, yêu cầu cả hệ thống chính trị phải có trách nhiệm lớn hơn đối với kiều bào, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường bảo hộ công dân và bảo vệ quyền lợi người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đại dịch vừa qua, nhà nước đã tổ chức gần 200 chuyến bay đưa gần 55.000 công dân về nước. Đầu năm tới, chính phủ sẽ thí điểm mở lại một số đường bay quốc tế và thúc đẩy việc công nhận hộ chiếu vaccine nhằm tạo điều kiện cho kiều bào về quê ăn Tết. Vui mừng trước sự phát triển của cộng đồng người Việt tại Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa quê hương đất nước. Làm sao đó mà giữ gìn được cái văn hóa lâu dài? Chúng ta sống ở nước ngoài nhưng mà vẫn giữ gìn được cái bản sắc của dân tộc. Thì trong cái kết luận 12 có nói là chúng ta cái chủ trương sẽ hình thành các cái trung tâm văn hóa của Việt Nam ở nước ngoài. Và đặc biệt đầu tiên là ưu tiên ở những cái địa bàn mà có đồng bào còn ta và những địa bàn chiến lược. Và sẽ có cái việc là cái ngày tiếng Việt ở nước ngoài, để tôn vinh tiếng Việt ở nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã giao Ủy ban Đối ngoại phối hợp với Bộ Ngoại giao xem xét thể chế hóa các quan điểm mới của kết luận số 12, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con về nước đầu tư, cống hiến cho đất nước, thiết lập hệ thống mạng lưới đổi mới sáng tạo, mạng lưới sáng kiến của người Việt Nam ở nước ngoài. Những vấn đề cần thể chế hóa, trong đó có liên quan đến luật bầu cử, cũng sẽ được nghiên cứu để đáp ứng tốt nhất mong muốn của bà con. Đáng chú ý trong phần tiếp theo. Xây dựng nền ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại với các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Ngành du lịch và nhiều doanh nghiệp du lịch đang nỗ lực vượt khó trở lại hoạt động trong tình hình mới và bước đầu đã thu được những tín hiệu khả quan. Phát biểu chỉ đạo hội nghị về công tác xây dựng Đảng và công tác Đảng ngoài nước trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao 31, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, ghi nhận những kết quả Bộ Ngoại giao đã đạt được, nhất là trong công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về đấu tranh ngoại giao bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, củng cố và phát triển quan hệ với các nước, đẩy mạnh ngoại giao vaccine, thu hút nguồn lực phát triển đất nước, triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Ông Võ Văn Thưởng đề nghị cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, kết luận 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, nâng cao chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, xây dựng các đoàn thể chính trị xã hội vững mạnh trong ngành ngoại giao và các cơ quan đại diện, tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu, tham mưu cho Đảng về công tác đảng ở ngoài nước. Thưa quý vị, Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã khẳng định vai trò tiên phong của đối ngoại trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Tuần lễ hội nghị đối ngoại, hội nghị ngoại giao đang diễn ra với nhiều hoạt động đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ của đối ngoại trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đại hội 13, phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột quan trọng là đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Hội nghị đối ngoại toàn quốc nằm trong loạt hội nghị nhằm triển khai đường lối nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đặc biệt hơn, đây là lần đầu tiên một hội nghị chuyên sâu về đối ngoại được tổ chức kể từ khi Đảng ta thành lập cũng như từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Với sự tham gia chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị đã đánh giá những thành tựu đạt được qua 35 năm đổi mới trong lĩnh vực đối ngoại, bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị trong thời gian tới. Ngay sau hội nghị đối ngoại toàn quốc, hội nghị ngoại giao lần thứ 31 với chủ đề Ngoại giao Việt Nam tiên phong, toàn diện, hiện đại, chủ động thích ứng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã thể hiện sự quyết tâm, tính chiến đấu của toàn ngành ngoại giao. Thực hiện nghị quyết Đại hội 13, ngành ngoại giao sẽ triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đi đôi kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế đất nước. Bên cạnh đó, ngành sẽ kết hợp chặt chẽ ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, thông tin đối ngoại, công tác người Việt Nam ở nước ngoài và bảo hộ công dân,
tranh thủ tối đa các yếu tố quốc tế thuận lợi, các cam kết, thỏa thuận quốc tế, trong đó có các hiệp định thương mại tự do đã ký, nhằm huy động các nguồn lực bên ngoài kết hợp hiệu quả với các nguồn lực trong nước để phục vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nhân sự kiện tuần lễ ngoại giao Việt Nam, những thành tựu phát triển sau 35 năm đổi mới cũng như là thành tựu ngoại giao của Việt Nam trong thời gian qua đã thu hút sự quan tâm của báo chí quốc tế. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Đây là nhận định được đăng trên trang Tencent của Trung Quốc. Trong hơn 35 năm đổi mới, Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế. Những thành tựu ngoại giao của Việt Nam đã thúc đẩy quan hệ không ngừng mở rộng và đi vào chiều sâu giữa Việt Nam với nhiều đối tác. Tính đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 189 trong số 193 quốc gia thành viên của Liên Hợp Quốc, thiết lập quan hệ thương mại với hơn 220 đối tác, chủ động và tích cực tham gia các hiệp định thương mại tự do, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế. Tờ tin tức của thành phố Saint Petersburg đánh giá chính sách đối ngoại của Việt Nam rất năng động và mạnh mẽ, phù hợp với đường lối đổi mới chung của đất nước. Phó giáo sư Học viện Ngoại giao Piotr Svetov của Bộ Ngoại giao Nga nhận định, ưu tiên chính trong chính sách đối ngoại của Việt Nam hiện nay là duy trì quan hệ bình đẳng và mang tính xây dựng với tất cả các nước. Tờ The Diplomat của Mỹ nhấn mạnh, những thay đổi về chính sách đối ngoại thời gian qua phản ánh sự thay đổi sâu rộng hơn trong tư duy chiến lược của giới lãnh đạo Việt Nam. Lãnh đạo Việt Nam đã nhận thấy sự cần thiết phải tăng cường hiệu quả của hoạch định chiến lược bằng cách kết hợp chính sách đối ngoại của mình với các chính sách khác nhau thành một chiến lược quốc gia tổng hợp, chặt chẽ và thống nhất vào năm 2030. Việt Nam đang tìm kiếm một vai trò chủ động hơn trong việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho các mục tiêu an ninh và phát triển của mình. Năm ngoái, Việt Nam đã xếp thứ 12 trong chỉ số quyền lực châu Á năm 2020 của Viện Lowy nhờ sự cải thiện ảnh hưởng ngoại giao của mình. Trang EIN Presswire đánh giá cao Việt Nam lần đầu tiên tổ chức hội nghị chuyên sâu về công tác đối ngoại kể từ khi thành lập Đảng, ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trang này cũng nhận định đường lối ngoại giao đúng đắn đã làm cho thế giới, trong đó có các doanh nghiệp nước ngoài yêu mến và tin tưởng Việt Nam hơn, và lực lượng ngoại giao Việt Nam đang ngày càng trưởng thành hơn về mọi mặt. Vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng tăng cao trên trường quốc tế nhờ thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế vì lợi ích quốc gia dân tộc. Đây là ấn tượng chung của nhiều đại sứ nước ngoài tại Việt Nam, cũng như các học giả quốc tế khi đánh giá về những thành tựu ngoại giao của Việt Nam. Năm nay là một năm vô cùng thành công của đối ngoại Việt Nam với chính sách ngoại giao vaccine. Bất chấp sự thiếu hụt về nguồn vaccine ở trong nước, Việt Nam đã thành công thuyết phục các bạn bè quốc tế trên khắp thế giới, đặc biệt là tại châu Âu, để mang về số lượng lớn vaccine cho người dân. Tôi nghĩ rằng chính trong đại dịch, Việt Nam đã chứng minh được sức mạnh của mình trên các diễn đàn đa phương. Việt Nam ngày càng trở thành một thành viên quan trọng và thành thực mà nói thì tất cả các quốc gia đều muốn trở thành bạn của Việt Nam. Những hoạt động, những thành tựu mà ngoại giao Việt Nam đạt được kể từ sau thời kỳ đổi mới là rất nổi bật và đáng ghi nhận. Đất nước các bạn đã trở thành một nhân tố quan trọng trên trường quốc tế. Việt Nam vừa qua đã đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN và năm nay là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ngoại giao Việt Nam rất sáng tạo và chuyên nghiệp, trình độ các nhà ngoại giao Việt Nam rất cao và họ luôn sẵn sàng giúp đỡ cũng như nỗ lực giải quyết các vấn đề. Các đồng nghiệp Việt Nam của tôi luôn cố gắng giải quyết những vướng mắc, khó khăn, rắc rối dù nhỏ nhặt. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chính sách ngoại giao thực sự đã tạo nên vị thế của Việt Nam trên bản đồ thế giới. Việt Nam có tốc độ phát triển kinh tế rất cao, vì vậy Việt Nam có thể làm ví dụ học tập cho nhiều các quốc gia khác trên thế giới. Trong quan hệ song phương, Việt Nam và Belarus hiểu biết, tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề nhân quyền và tại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc. Chúng tôi hết sức tôn trọng lập trường bình tĩnh, cân bằng của Việt Nam trong các vấn đề quốc tế. Tôi cho rằng chính sách bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc là một chính sách đúng đắn của ngoại giao Việt Nam. Đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia nhưng cũng vẫn phải hài hòa với lợi ích của đối tác nữa. Tôi thấy Việt Nam đã làm rất tốt phương châm trên. Việt Nam biết lắng nghe cả các đối tác của mình và các nước cũng tôn trọng Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam có một chính sách đối ngoại độc lập, giúp giữ vững sự ổn định chính trị, tạo tiền đề để phát triển kinh tế.
Vâng, với nhận thức sâu sắc, lợi ích quốc gia dân tộc là mục tiêu cao nhất của đối ngoại. Trong thời kỳ đổi mới, ba trụ cột của ngoại giao Việt Nam là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân đã thực hiện nhiệm vụ bao trùm và thường xuyên là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các yếu tố quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế đất nước. Thách thức ở phía trước là không nhỏ, song phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến vẫn sẽ là cẩm nang cho việc triển khai quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong thời gian tới, nhằm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, xây dựng nền ngoại giao toàn diện và hiện đại. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ tôn vinh và trao giải danh hiệu sản phẩm công nghiệp chủ lực cho 46 sản phẩm của 30 doanh nghiệp và top 10 sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố năm 2021. Năm qua, doanh thu của 30 doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội ước đạt gần 40.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt gần 1 tỷ đô la Mỹ. 13 trong tổng số 30 doanh nghiệp có doanh thu đạt trên 1.000 tỷ đồng. 7 doanh nghiệp trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực của Hà Nội ngày càng thể hiện và khẳng định được vai trò tiên phong là động lực cho phát triển công nghiệp của thủ đô. Việc công nhận và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố đã góp phần làm tăng giá trị thương hiệu, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển bền vững. Ngành du lịch của các quốc gia trên thế giới và cả Việt Nam đang chuyển sang trạng thái thích ứng linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh, mở cửa trở lại các khu du lịch an toàn. Với Việt Nam, mặc dù 2 năm dịch bệnh, đặc biệt là làn sóng dịch lần thứ tư, khiến cho 96% doanh nghiệp phải ngừng hoặc là tạm ngừng hoạt động. Thế nhưng ngành du lịch, nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực vượt khó trở lại hoạt động trong tình hình mới và bước đầu đã thu được những tín hiệu khả quan. Du khách đến Vịnh Lan Hạ, Hải Phòng phải có xét nghiệm âm tính và tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng chống COVID-19. Với các giải pháp an toàn, linh hoạt, nhiều điểm đến trong cả nước đang ghi nhận lượng khách quay trở lại. Công tác phòng chống dịch ở khu du lịch Cát Bà cũng rất là nghiêm chỉnh, nghiêm túc nên là tôi cảm thấy rất là an toàn. Thời điểm du lịch ngừng trệ, nhiều công ty lữ hành chuyển hướng khai thác dịch vụ chọn gói nhập cảnh và cách ly tại Việt Nam dành cho các chuyên gia, du học sinh về nước. Nhờ đó mà đơn vị này vẫn đảm bảo được khối lượng công việc cho toàn bộ nhân viên. Tại cái thời điểm này giúp cho các bạn nhân viên có được cái thời gian để nâng cao cái nghiệp vụ bản thân cũng như là có cái công ăn việc làm. Cái nguồn nhân lực của chúng tôi vẫn đảm bảo không bị đứt gãy. Thời gian giãn cách, nhiều doanh nghiệp như tập đoàn Sun Group nhanh chóng chuyển đổi số, chuẩn hóa quản trị nhờ vận hành hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp thế hệ mới số 1 thế giới hiện nay. Các quần thể khép kín đa dạng dịch vụ với nhiều sản phẩm mới như chăm sóc sức khỏe, khám phá thiên nhiên được Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc chọn thí điểm đón khách quốc tế theo chương trình hộ chiếu vaccine. Chúng tôi đã tận dụng cơ hội đại dịch để làm mới chính mình, bảo trì, bảo dưỡng các công trình, tiến hành chuyển đổi số hay là đầu tư xây dựng các sản phẩm, dịch vụ dẫn dắt các xu hướng mới để sau dịch Covid. Những cái kinh nghiệm của doanh nghiệp rút qua 2 năm đại dịch thì chúng tôi rất là tin là doanh nghiệp sẽ vững bước và sang một cái chu kỳ kinh doanh mới và nó bền vững hơn, chất lượng hơn. Phú Quốc, Hội An, Đà Nẵng đã đón những vị khách nước ngoài đầu tiên theo chương trình hộ chiếu vaccine. Sống trọn vẹn tại Việt Nam, chiến dịch xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam trên mọi nền tảng vừa được Tổng cục Du lịch triển khai. Theo thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 tăng hơn 40% so với tháng 10. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến kênh VTV4 bằng cách truy cập vào địa chỉ website VTV Go đang hiển thị ở trên màn hình. Hoặc quý vị cũng có thể tải ứng dụng này từ các kho ứng dụng App Store hoặc là Google Play. Xin chào và hẹn gặp lại.